đất cạnh lòng thủy điện Đồng Nai 2 lại tiếp tục bị nứt vào sáng ngày 10 tháng 10, 2014. Có ít nhất 9 điểm sụt lún trên địa bàn 2 thôn Hạ Lâm và Sình Công, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, làm khoảng 50 hectare cà phê, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân cho biết, mặc dù mấy ngày nay mưa không nhiều, nhưng hiện tượng sụt lún đất vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Tại thôn Hà Lâm có 6 điểm sụt lún, đất chùi làm khoảng 4 hectare cà phê, hoa màu của người dân bỗng chốc tan hoang. Các vết lún nứt tại phường kéo dài gần 300 mét, rộng khoảng 3.000 mét vuông. Một số vị trí mặt phường sụt xuống sâu gần 4 mét so với vị trí ban đầu. Các điểm sụt lún đất mới nối tiếp các vết sụt lún cũ khiến cả trăm cây cà phê bị đất vùi lấp, tróc rễ. Hiện tại, nhiều ngôi nhà có nguy cơ đổ sập khi trời mưa lớn, do các vết nứt lớn chỉ còn cách nền nhà từ 5 đến 10 mét. Bây giờ cái vườn cà phê tôi á, bây giờ nó sạt lở, bây giờ sắp thu rồi, còn 2 tháng nữa là thu cà phê. Mà giờ nó sạt lở lún hết, bây giờ chắc chắn là không thu được rồi, trong 2 tháng không thu được. Rồi cỡ chừng 700-800 cây. Người dân cho biết đã tính tới phương án di tản trong thời gian tới. Một số hộ dân phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm về đêm vì lo vết nứt có thể làm sập nhà khi có mưa lớn xảy ra. Hiện trường các điểm sụt lún khác cho thấy đa số mặt đất bị nứt rộng khoảng 30cm và sâu từ 30 đến 60cm. Ngoài ra, ở một số vị trí các khe suối thôn Sình Công và Hà Lâm, bùn từ dưới đất đùn lên thành ủ lớn với diện tích gần 1.000 m2. Theo thống kê sơ bộ hai thôn Hà Lâm và Sình Công, diện tích đất lún nứt lên tới hơn 4 hectare với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 50 hectare. Người dân cho biết, diện tích đất sụt lún nằm hoàn toàn ngoài vùng giải tỏa của Thủy điện Đồng Nai 2 và chỉ cách lòng hồ thủy điện từ 500 đến 700 mét.